giữ vệ sinh nắp phun nước, tháo nắp phun nước ra khỏi jet motor, tháo mặt trước của nắp phun nước ra và sau đó lấy cánh quạt ra để làm vệ sinh. Do các cánh quạt không có ảnh hưởng bị hút dính vào nhau, nên có thể rửa nhiều cánh quạt cùng lúc trong bồn rửa. Sau khi tất cả các cánh quạt được làm sạch đúng cách, lắp chúng về đúng vị trí cũ, rồi gắn lại để sử dụng lại tiếp tục. Máy Jet ID phun nước, sự lựa chọn duy nhất cho các bồn làm chân của bạn.